siêu thị điện máy thương dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, siêu thị điện máy thương dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy thương dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt, xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất, máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì, tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba, đệm bông Hàn Quốc cao cấp. Bốn giải tư, bếp ga dương mặt kính cao cấp. Năm giải năm, chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thương dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương dùng cam kết nơi nào bán rẻ, thương dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, thương dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy thương dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng. Mua máy giặt Aqua 8 kg chỉ 4 triệu 800 nghìn đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100 nghìn đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149 nghìn đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490 nghìn đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590 nghìn đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900 nghìn đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến 2 triệu 500 nghìn đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu 100 nghìn đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350 nghìn đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550 nghìn đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như dương tủ, chăn, ga, gối, đệm. Dương xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1 triệu 900 nghìn đồng. Dương xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2 triệu 100 nghìn đồng. Dương sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400 nghìn đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại. Mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy thương dùng đồng loạt giảm giá. Đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy thương dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy thương dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy thương dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy thương dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy thương dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, siêu thị điện máy thương dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy thương dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021
với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt, xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất, máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì, tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba, đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải tư, bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải năm, chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thương dùng, cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế, thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương dùng cam kết nơi nào bán rẻ, thương dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, thương dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy thương dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng. Mua máy giặt Aqua 8 kg chỉ 4 triệu 800 nghìn đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100 nghìn đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149 nghìn đồng. Mua lẩu điện sẵn hàu chỉ từ 490 nghìn đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590 nghìn đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900 nghìn đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá trị từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến 2 triệu 500 nghìn đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu 100 nghìn đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít, chỉ phải cắt thêm 350 nghìn đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550 nghìn đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1 triệu 900 nghìn đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2 triệu 100 nghìn đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400 nghìn đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng, mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại. Mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy thương dùng đồng loạt giảm giá. Đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy thương dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy thương dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy thương dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy thương dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy thương dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, siêu thị điện máy thương dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy thương dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt, xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất, máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì, tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba, đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải 4, bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5, chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thương dùng, cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế, thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp.
Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ, Thương Dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng. Mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá chỉ từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga Dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại. Mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, siêu thị điện máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay. Tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt, xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất, máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì, tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba, đệm bông Hàn Quốc cao cấp. Bốn giải tư, bếp ga Dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5, chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy Thương Dùng, cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế, thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ, Thương Dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng. Mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng.
mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá chỉ từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn, duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. 3 giải ba đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải tư bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải năm chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy Thương Dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất, chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ Thương Dùng bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng. Mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng. Mua lẩu điện sẵn hàu chỉ từ 490.000 đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá trị từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng.
chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga Dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn, duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. 3 giải ba đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải tư bếp ga Dương mặt kính cao cấp. 5 giải năm chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy Thương Dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất, chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ, Thương Dùng bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng. Mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4 triệu 800 nghìn đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100 nghìn đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149 nghìn đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490 nghìn đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590 nghìn đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900 nghìn đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến 2 triệu 500 nghìn đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu 100 nghìn đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga Dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay
để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị Điện Máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị Điện Máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Điện Máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị Điện Máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị Điện Máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị Điện Máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, siêu thị Điện Máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị Điện Máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị Điện Máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải 4 bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5 chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị Điện Máy Thương Dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ, Thương Dùng bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, TV, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị Điện Máy Thương Dùng, mua TV Asanzo 32 inch chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng. Mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4 triệu 800 nghìn đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100 nghìn đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng. Mua lẩu điện sẵn hàu chỉ từ 490.000 đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá trị từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến 2 triệu 500 nghìn đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu 100 nghìn đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít, chỉ phải cắt thêm 350 nghìn đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550 nghìn đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Dương xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1 triệu 900 nghìn đồng. Dương xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2 triệu 100 nghìn đồng. Dương sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí, rẻ, bền, đẹp chỉ với 400 nghìn đồng. Nhanh chân đến siêu thị Điện Máy Thương Dùng, mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị Điện Máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị Điện Máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Điện Máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị Điện Máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5,
Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy thường dùng, chất lượng tiền phòng giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy thường dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy thường dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn, duy nhất tại địa chỉ 65 Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thường dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy thường dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì tủ nhựa Đài Loan bã buồng cao cấp. Ba giải ba đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải 4 bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5 chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thường dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thường dùng cam kết nơi nào bán rẻ, thường dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, thường dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy thường dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng. Mua máy giặt Aqua 8 kg chỉ 4 triệu 800 nghìn đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100 nghìn đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá trị từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hòa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1.8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thường dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại. Mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy thường dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy thường dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy thường dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy thường dùng tại địa chỉ 65 Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy thường dùng, chất lượng tiền phòng giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy thường dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy thường dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng,
cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt, xe máy Wayanfa trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất, máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì, tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba, đệm bông Hàn Quốc cao cấp. Bốn giải tư, bếp ga dương mặt kính cao cấp. Năm giải năm, chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy Thương Dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế, thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ, Thương Dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng, mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng, mua máy giặt Aqua 8 kg chỉ 4.800.000 đồng, mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng, mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng, mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng, mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng, mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá chỉ từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như dương tủ, chăn, ga, gối, đệm. Dương xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Dương xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Dương sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt, xe máy Wayanfa trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất, máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì,
tủ nhựa Đài Loan bá buồng cao cấp. 3 giải 3, đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải 4, bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5, chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thương dùng, cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế, thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương dùng cam kết nơi nào bán rẻ, thương dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, thương dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy thương dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng. Mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá chỉ từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng, mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại. Mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy thương dùng đồng loạt giảm giá. Đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy thương dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy thương dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy thương dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy thương dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy thương dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy thương dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn, duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy thương dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. 2 giải nhì tủ nhựa Đài Loan bá buồng cao cấp. 3 giải 3 đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải 4 bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5 chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thương dùng, cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế, thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương dùng cam kết nơi nào bán rẻ, thương dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, thương dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay.
hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy thương dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng, mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng, mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng, mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng, mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng, mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng, mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng, mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá chỉ từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga Dương kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy thương dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy thương dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy thương dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy thương dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy thương dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy thương dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, siêu thị điện máy thương dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng. Cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy thương dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy thương dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt: xe máy Wayanfa trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất: máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì: tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. Ba giải ba: đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải 4: bếp ga Dương mặt kính cao cấp. 5 giải 5: chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích, mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy thương dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương dùng cam kết nơi nào bán rẻ, thương dùng bán rẻ hơn. Nơi nào khuyến mại, thương dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay. Hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy thương dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng, mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng, mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng, mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng, mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng, mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490.000 đồng, mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng, mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm,
mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá chỉ từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng. Bếp ga dưa kính cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như giường tủ, chăn, ga, gối, đệm. Giường xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Giường xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Giường sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn, duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. 3 giải ba đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải tư bếp ga dương mặt kính cao cấp. 5 giải năm chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy Thương Dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất, chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ Thương Dùng bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2.800.000 đồng, mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3.300.000 đồng, mua máy giặt Aqua 8kg chỉ 4.800.000 đồng, mua chảo chống dính chỉ 100.000 đồng, mua ấm đun siêu tốc chỉ 149.000 đồng, mua lẩu điện sẵn hàu chỉ từ 490.000 đồng, mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590.000 đồng, mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1.800.000 đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900.000 đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất, giá trị từ 1.800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh, siêu giảm giá từ 1.500.000 đồng đến 3.100.000 đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350.000 đồng.
Bếp ga Dương Kinh cũ đổi mới chỉ với 550.000 đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như Dương tủ, chăn, ga, gối, đệm. Dương xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1.900.000 đồng. Dương xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2.100.000 đồng. Dương sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400.000 đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng, giá rẻ dẫn đầu. Siêu thị điện máy Thương Dùng tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021. Siêu thị điện máy Thương Dùng giảm giá cho tất cả các mặt hàng, cơ hội mua sắm thả ga không lo về giá, trả góp với giá 0 đồng, 0% lãi suất, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn, duy nhất tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý. Mua hàng ngày trúng thưởng liền tay, tặng ngay một phiếu tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được diễn ra vào lúc 14:30 ngày 10 tháng 2 năm 2021 với nhiều giải thưởng vô cùng giá trị, tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Giải đặc biệt xe máy Way Alpha trị giá 20 triệu đồng. Giải nhất máy lọc nước 9 cấp an toàn tinh khiết. Hai giải nhì tủ nhựa Đài Loan 3 buồng cao cấp. 3 giải ba đệm bông Hàn Quốc cao cấp. 4 giải tư bếp ga Dương mặt kính cao cấp. 5 giải năm chăn hơi cao cấp siêu bền đẹp. 10 giải khuyến khích mỗi giải một bộ ấm trà sang trọng cao cấp. Siêu thị điện máy Thương Dùng cam kết bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất, chuyên tư vấn lắp đặt và thiết kế thi công công trình điện nước cho nhà ở, nhà tắm, nhà bếp. Thương Dùng cam kết nơi nào bán rẻ, Thương Dùng bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại, Thương Dùng khuyến mại nhiều hơn. Mua hàng ngày nhận quà liền tay, hàng trăm các mặt hàng như ga, bếp tử, bếp hồng ngoại, máy lọc nước, nồi cơm điện, sưởi phòng, sưởi nhà tắm, tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa vi tính, loa kéo đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Đến siêu thị điện máy Thương Dùng, mua tivi Asanzo 32 inch chỉ 2 triệu 800 nghìn đồng. Mua tủ lạnh Funiki 140 lít chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng. Mua máy giặt Aqua 8 kg chỉ 4 triệu 800 nghìn đồng. Mua chảo chống dính chỉ 100 nghìn đồng. Mua ấm đun siêu tốc chỉ 149 nghìn đồng. Mua lẩu điện Sun Hào chỉ từ 490 nghìn đồng. Mua nồi cơm điện Happy Time chỉ từ 590 nghìn đồng. Mua máy lọc nước, mua quạt sưởi, mua bếp từ, mua máy bơm, mua máy sấy tóc với giá siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Bồn nước hoa sen Tân Á siêu giảm giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng. Két sắt Việt Tiệp K30 chỉ 900 nghìn đồng. Loa BMB Bass 25, Bass 30 nghe nhạc cực chất giá chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến 2 triệu 500 nghìn đồng. Âm ly hoa nhạc đủ mã ghép nhạc hoàn chỉnh siêu giảm giá từ 1 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu 100 nghìn đồng. Chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng cho các mặt hàng như nồi cơm điện, bếp ga, máy lọc nước, loa và nhiều thiết bị khác. Nồi cơm cũ đổi sang mới 1,8 lít chỉ phải cắt thêm 350 nghìn đồng. Bếp ga Dương Kinh cũ đổi mới chỉ với 550 nghìn đồng. Chúng tôi cung cấp đủ gian phòng ngủ như Dương tủ, chăn, ga, gối, đệm. Dương xoan từ 1m6 siêu khuyến mại giảm còn 1 triệu 900 nghìn đồng. Dương xoan 1m8 đến 2m giảm còn 2 triệu 100 nghìn đồng. Dương sồi siêu giảm giá áp dụng cho đủ các mã từ 1m6, 1m8 đến 2m2. Đệm xốp siêu nhẹ, đáp ứng 3 tiêu chí rẻ, bền, đẹp chỉ với 400 nghìn đồng. Nhanh chân đến siêu thị điện máy Thương Dùng mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt nhân dịp tri ân, siêu thị điện máy Thương Dùng đồng loạt giảm giá cho tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh,
thiết bị âm thanh, thiết bị nhà bếp kèm theo quà tặng hấp dẫn. Vâng, rẻ hơn tất cả chỉ có tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Chúng tôi luôn tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Chương trình tri ân khách hàng ngập tràn quà tặng, giảm giá không phanh cho tất cả các mặt hàng, áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Thương Dùng. Hãy nhanh chân đến với siêu thị điện máy Thương Dùng tại địa chỉ xóm 5, Tân Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang, đối diện chợ trung tâm xã Tân Tiến. Điện thoại 0365 885 999. Siêu thị điện máy Thương Dùng, chất lượng tiền phòng giá rẻ dẫn đầu.